sao? Mệt chưa? Chưa. Mày vui quá quên mặt ra. Lại gặp nhau, đi hỏi sao, hỏi cái Ông biết thế, ông biết thôi. Sao? Bây giờ thế nào? Em rất là vui và chắc đầy năng lượng nhưng mà em sẽ có năng lượng. Anh Hồng. Ba đứa nói đi cho anh đang ở đâu này, đang làm gì này. Dạ, tụi em đang có mặt ở trong buổi họp báo công bố nghệ sĩ Snapchat cũng như là release MV mới của Future S. What's up? Dạ, em rất là vui và phấn khích sau là... Học rap kiếm tiền nhá. Yeah.
Bây giờ có câu rap nào không? Dạ. Có câu rap nào không? Ok, ông xì đi, family, có thằng si, có người đất, có người đi, có người đứng chứng kiến đấu tức nó có béo bóng mắt ướt hàng mi, có hề chỉ cách nó lớn với ói rồi tí. Khi mà cái bài nhạc nào có động lực tiền tức thì mới biết được điều thằng đó là si, chè, skup. Obito, hát câu nào. Hay gì vậy ta? Tôi khen cái phong cách bởi vì sức thì mình khó làm cho nhạc anh khủng khổ như mình run this shit. Sự anh đang có bỏ hết những tác làm cho nhạc này thêm gắt I'm a fucking lit. Để thêm tiền bỏ hết vào trong bang. Nói về nhạc chứ không nói về công an. Tôi đến đi xuống phố cùng mấy gang. Tiền bẩn tao fucking không ham. Yeah, nó đồ hiểu. Chắc là đường phố đang mặc trên người mình lo. Yeah, you be sáng, you know my name. Shut up, you bitch, you go. Pick up the floor, my lord. Lyric như là súng on my part. Đã bao lâu dành học hỏi giờ thì bước ra ánh sáng như Iran. You know, fuck that I'm coming. Bạn chàng trai này yên tâm, liên bang có duyên âm, đi từ Chắc Lao lên VTV, hey, chắc cũng phải có nguyên nhân. Hey, alright, hey, em xem biết anh ngon dai, đây bù trả lương online, để anh một phần còn lại. Rồi nhìn máy luôn nha mọi người, 1, 2, 3. Yeah, yeah. Thank you.
Hello chị. Làm gì mình đóng à? Qua đây một bước.
Thank you.
Thì sáng vừa mới hỏi nó bao giờ nó rap nè. Bây giờ rap đúng không? Bây giờ thì rap được không? Thôi, nào rap đi. Hồi sáng là hoa hậu, bây giờ là rapper, nhưng mà cái máu hoa hậu nó còn á. Máu hoa hậu vẫn còn à? Máu hoa hậu vẫn còn. Rapper. Đi xuống đi mọi người, đi xuống hết đi nhá. À, nó xuống à? Xuống. Xuống. Ê. Em không ở đây luôn á.
Vừa nhìn thấy cái là thấy cái loại hương liền. Thank you.
Oh,
Còn quay bằng kia thì mình nhiều khi rồi đi vòng một vòng nữa đấy.